Hello bạn, bây giờ mình xem bạn sẽ gặp người yêu mới trong tình trạng là tài chính của bạn đang xây dựng trên đà phát triển. Còn nếu bạn còn trẻ là học sinh sinh viên thì bạn đang học tập để mà ra trường làm việc nha. Thì nói chung là sự nghiệp bạn đang phát triển nha. Và mình thấy có số bạn trong này trước đó bạn đã bị thất bại trong công việc, tài chính, lẫn cuộc sống luôn. Cho nên bạn đập đi xây lại những cái vấn đề nền tảng trong cuộc sống của bạn. Bạn khi bạn bước vào một chương mới, bạn bỏ lại chương cũ thì khi đó bạn sẽ gặp họ. Bạn là người khi xưa bạn là người hay chơi đi, thì khi trong cái lúc mà bạn gặp người yêu mới của bạn, bạn là người sắc sảo hơn, biết nhìn nhận vấn đề nhiều hơn, kinh nghiệm nhiều hơn, và chững chạc trưởng thành hơn rất là nhiều. Và bạn biết buông bỏ những cái gánh nặng quá khứ xuống. Tuy nhiên mình thấy là vẫn còn bị áp lực trong cuộc sống của bạn, chứ không phải là không có. Tuy nhiên bạn biết cân bằng nó ha, rất biết cân bằng, và bạn biết hành động của mình làm những công việc như thế nào, suy nghĩ của mình bạn biết và kiểm soát được cái cảm xúc của mình, cái hành vi của mình và cái cách sống của bạn rất chững chạc, nó trưởng thành hơn rồi nha. Vô luận là bạn quen người này chưa, online qua mạng hay là chưa nha, mình không có tính vô đây, mình chỉ nói là bạn sẽ gặp mặt face to face, đối mặt với nhau như thế nào ha. Bạn sắc sảo, bạn thông minh và bạn lúc đó sống tiết kiệm và biết kiểm soát tài chính của mình. Một số bạn này sống tiết kiệm để mà tại vì bạn đang trên đường phấn đấu trong sự nghiệp, thành ra bạn sẽ tiết kiệm và bạn sẽ biết những khoản chi tiêu nó hữu dụng như thế nào, thật như nào có ích, cái nào không có ích ha, rất thực tế nha, rất là sáng suốt trong chi tiêu. Bạn sẽ gặp người này ở đâu, địa điểm nào? Thấy là bạn sẽ gặp họ ở du lịch, bạn đi chơi, đi ra ngoài hội họp bạn bè, bạn sẽ gặp họ ha. Và bạn sẽ gặp người này trong cái lúc mà bạn làm việc công ty, chỗ làm, học sinh, trường lớp hoặc những cái địa điểm công sở ha. Bạn sẽ gặp người này ở có thể là chỗ thăm khám, số bạn rất ít nha, chỗ thăm khám bệnh nhân, chỗ nào bệnh viện y tế các thứ nè. Rồi tiếp theo mình thấy địa điểm tiếp theo là chỗ nào có nước, ví dụ như là hồ sen, hồ bơi hoặc là ruộng đồng cũng tính ha, đi thăm ruộng lúa hoặc là những cái ao hồ hoặc những biển chẳng hạn, tắm biển những nơi có nước và những nơi có cát nữa. Chỗ nào có cát, ví dụ như là bạn đi thăm cồn cát hoặc là bạn đi chỗ nào qua biển, qua sông chẳng hạn ha. Thì mình thấy là biển sông rất là nhiều ở đây. Và chỗ làm việc là cái tiếp theo ha, chỗ mà bạn bắt đầu di chuyển bản thân mình từ điểm A điểm B chẳng hạn, hoặc là từ nhà bạn sang chỗ làm, nói chung là phải đi ra ngoài đường á, thì gặp người này và bạn sẽ gặp họ. Và đây là cái nhân duyên định mệnh dành cho bạn.